Và ok, xin chào tất cả các bác nhá. Các bác chất âm của đôi loa Trung Quốc đúng không ạ? Nhưng được em xử lý qua một chiếc vang số cao cấp Tech Pro C8, một chiếc vang có giải mã. Thì các bác nghe và đánh giá chất âm. Em nghe cảm nhận trực tiếp rất là hay, thưa các bác. Và em test chiếc vang này các bạn, test chiếc vang này để gửi cho một bác khách hàng rất là quý mến, tin tưởng cửa hàng. Các bác thân mến, em vẫn nhấn mạnh là test một chiếc vang số ở nhà mà gửi cho toàn thể các bác thực sự ra nó không yên tâm, đúng không ạ? Nhưng em sẽ cố gắng với hết khả năng của mình làm nào để căn chỉnh cho nó ra được chất âm hay nhất đấy. Các bác thân mến, chất âm hay hay không là do người làm, đạt tới khoảng 60%, còn 40% là do chất của con vang các bác nhé. Nếu như một con vang thực sự là rất là tốt đấy, mà người làm không tốt thì nó cũng chưa được. Còn nếu mà người làm rất tốt mà chiếc vang không tốt thì nó cũng không được. Các bác lưu ý nhé. Người đầu bếp giỏi thì phải luôn luôn đi đồng hành với thực phẩm chuẩn, đúng không ạ? Thực phẩm mà chuẩn mà người đầu bếp nấu không tốt thì món ăn cũng không ngon. Đấy. Mà ngược lại, đúng không các bác? Mà người nấu ăn ngon mà thực phẩm nó không chuẩn thì cũng không thể nào nấu được một món ăn ngon, đúng không các bác? Ok, các bác ơi, em bán đôi loa JBL725 ở Trung Quốc này, loại 1 các bác nhá. Bán hộ bác khách hàng. Hôm trước bác chuyển ra cho em sẽ bán cho bác là 12 triệu. Đôi loa còn rất là đẹp các bác nhá. Bởi vì là bác mua về làm sự kiện, nhưng mà trong cái năm 2020 này thì sự kiện nó quá ít việc. Nên là bác ấy bán tạm thời để trang trải cuộc sống. Thì em nói rồi, em sẽ bán hộ bác ấy là 12 triệu các bác nhá. Đôi loa rất đẹp, mới tinh các bác có thể mua. Các bác có thể mua mới tinh với giá bây giờ là 19.500.000. Còn đôi loa này cũ bác ấy dùng rồi, bây giờ em bán hộ bác ấy là 12 triệu. Thùng gỗ sơn dần cát, bát từ 220 con 100. Đấy. Các bác có thể nghe một tí nhạc vàng được không các bác nhỉ? Đúng không ạ? Thế để em khóa xong đó các bác nhá. Để em khóa xong đã. Em khóa xong rồi sau đó là em sẽ chuyển chế độ các bác nhá. Các bác chờ em một chút ạ. Em xin một chút thời gian để em khóa xong. Em sẽ chuyển chế độ cho toàn thể các bác nghe. Rồi, em khóa một chế độ lọt. Em lưu tất cả là 6 chế độ cho các bác cùng anh em nhé. Đúng không ạ? Các bác nghe đôi loa Trung Quốc nhưng rất là hay. Thử cho tất cả mọi chế độ. Rồi, em đã lưu xong các bạn. Để bây giờ em sẽ test nha. Em sẽ tắt nguồn đi và em sẽ test cho toàn thể các bác kiểm chứng. Ok, đã xong các bác nhá. Rồi, bây giờ em sẽ thử này các bác này. Mở một bản nhạc vàng đi. Nhạc vàng em sẽ test ở chế độ số 5. Nhưng mà đây là, các bác thân mến, đây chưa ở chế độ số 5. Ở chế độ số 5 phải lấy điều khiển mới bấm được. Thế em sẽ thử cho toàn thể các bác nghe nhé. Chế độ số 1 đúng không ạ, là chế độ hát lệnh tiếng. Sáu bay hay hay. Em chuyển chế độ tiếp theo là chế độ số 2. Đấy, các bác kiểm chứng nhé. Hay hay sáu bay hay hay. Đó, chế độ số 3 này hát eco. Nói chung là bây giờ em muốn chuyển ra một chế độ để cho các bác nghe độc qua nhạc vàng, không nhưng phải có điều khiển các bác nhé. Tiến sẽ lấy điều khiển em hướng dẫn. Em sẽ chỉnh cho tất cả những vang mà chúng em làm và gửi đi. Đó là số 1 là hát lịnh tiếng, số 2 là hát chuyên nghiệp, số 3 là hát eco và số 4 là hát dì vật, số 5 là nghe nhạc vàng, số 6 là nghe lon top remix, đúng không ạ? Nhạc sống các bác nhé. Bây giờ các bác có thể thử nghe trải nghiệm chất âm một chế độ trung bình mà em chỉnh để cho mọi người đều có thể nghe nhạc và hát được các bác nhé. Ok, các bác của anh em có nhu cầu muốn mua đây các bác nhá, em chỉ đánh trực tiếp có đẩy mã sau các bác. Em đang sử dụng chiếc đẩy CNBX các bác nhá, mã số DS41800. Đấy, một đôi loa Trung Quốc các bác nghe đúng không, rất là hay. Một chiếc vang Tech đúng không, đôi loa này em giới thiệu luôn là 12 triệu em bán hộ khách nhá. Con đẩy 4 kênh này là 28 triệu, con vang này giá là 12 triệu 500
Ok chưa? Đấy. Các bác thân mến, các bác có nhu cầu em sẽ đến tận nhà setup và lắp đặt cho toàn thể các bác. Các bác có thể mua tại cửa hàng em setup, các bác chuyển về và sử dụng, hát hò hay, nghe nhạc hay các bác nhé. Và em xin phép gửi lời chào, các bác gọi điện cho em qua các số máy trên tấm biển nhá. Chào tất cả các bác ạ.